Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn. Hôm nay là buổi sáng ra mới hết ngày nghỉ lễ anh em ạ. Sáng sớm có một khách hàng rất là đặc biệt, đó là anh Phường, anh ấy ở Khoái Châu, Hưng Yên nhá, tỉnh Hưng Yên. Anh ấy lên tìm để mua một con máy 4102, 4105, máy không turbo về để đóng không nông. Cái dòng máy không turbo này bây giờ nó rất là phổ biến. Anh em có nhu cầu sử dụng rất là nhiều về để ví dụ như là hút cát này, để đóng xe công nông này. Vì cái dòng máy này thứ nhất là lổ rất là ngon và mã lực nó cũng đảm, mã lực nó cũng ok. Và vì giá thành của nó lại càng ok nữa anh em ạ. Vì thế mà anh em mua rất là nhiều. Cái nhu cầu sử dụng máy này rất là nhiều. 4102, lòng con này là 1:2, 1:5 và mã lực của nó là 70 kW thì nó rơi vào tầm 105 PS. Lòng nó là 1:2 và vòng tua của nó là 3200 nhá anh em nhá. Vòng tua 3200, 3100, 3200. Đấy, con máy này tình trạng là con 402 này này. Anh em xem này, máy nghĩa địa thì bao giờ nhìn cái lốc các thứ mới lại. Lốc với lại bơm kim các thứ là vẫn còn nhìn nó rất là, nói chung là nhìn nó rất là sáng sủa anh em ạ. Rồi, ốc quy lát thứ nó còn chưa mở đâu này. Đấy. Máy này, hình thức của những cái dòng máy turbo này đời nó cũng thấp thấp rồi, nhưng máy bãi bao giờ nó vẫn sáng sủa hơn những cái con máy ở trong cắt xe trong nước ra anh em ạ. Nó vẫn đảm bảo hơn vì nó khai thác ít hơn và giá trị sử dụng của nó vẫn còn cao hơn nhá anh em nhá. Máy này thực sự là những cái con máy nhập ở bên nước ngoài về máy nghĩa địa thì bao giờ cái giá trị sử dụng nó vẫn tốt hơn anh em ạ. Vì thứ nhất là bên kia người ta chạy ít hơn, tải trọng nó cũng đảm bảo hơn và cung đường nó cũng tốt hơn. Vì thế mà bao giờ máy móc nó vẫn cái giá trị sử dụng của nó còn cao hơn là máy ở trong nước mình. Vì thế mà giá thành nó cũng đắt hơn máy trong nước một tí anh em ạ. Hình thức của con máy này thì đạt rồi đấy, ok rồi đấy anh em ạ. Dòng máy này em bán được rất là nhiều. Giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để cho anh Phường anh ấy kiểm tra chất lượng, xem nó có đạt yêu cầu không nhá anh em nhá. Lổ đi em ơi. Quá êm. Ôi khỏe lắm. Em du luôn nhá. Quá khỏe luôn. Đấy, kiểm tra đây. Có nhớt kiểm tra nhớt chưa? Có nhớt chưa lấy nhá? Có nhớt chưa? Có nhớt hết rồi mà anh. Từ từ phải chờ nó lên chứ. Cho mỏ nó ấy lên một lúc nữa nó lên. Êm máy êm du như thế.
tí đổ hơi nào luôn, không có tí hơi thừa nào. Ít nhớt, chắc là nó ít nhớt đấy anh ạ. Giúp cùng với con đầu anh ạ. Nó bị chỗ kia kìa, nó không thoát được chỗ kia kìa, hiểu không? Nó phải làm ra thẳng ra. Tắt đi. Tắt nhá. Khỏe thế là cùng như thế nào nữa. Máy thì lấy con này. Êm ru luôn. Cái này nó. Em xem có cái xe nào chở về dưới thì. Vừa rồi, em vừa test lổ xong à. Con máy 4102 cho anh Phường, anh ấy ở Khoái Châu, Hưng Yên nhá anh em nhá. Anh ấy mua về cái máy này về để đóng vào đóng xe công lông anh em ạ, đóng xe 6 khối để chở cát với gạch với sỏi ở trong những cái ngõ ngách nhỏ nhỏ ấy, anh em, trong những cái ngõ ngách nhỏ nhỏ ở trong làng quê ấy, vì những cái xe to là sẽ không vào được. Đấy. Lổ thực sự với anh em là một con hàng lổ không có một tí khói nào, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em ạ. Máy nó quá khỏe, máy là máy không turbo nhá, đời này có máy không turbo. Máy thường và máy turbo. Con này là này có lại cả bơm hơi liền nữa này, bơm trợ lực đấy là. Vì thế con rất là quý. Phanh hơi lốc kê đấy. Anh Phường anh ấy mua về là phải có cái loại phanh hơi lốc kê để anh ấy còn chế công lông. Không khói, không đổ hơi. Nghe tiếng nổ như kiểu xé gió luôn đấy. Lời đầu tiên là xin sáng ra nhá, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Phường vì đã đến cơ sở và ủng hộ cơ sở. Chúc cho ông anh mua con máy của em về đóng lên xe dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh, chạy băng băng trên đường nha. Và em sẽ đăng video lên kênh bán hàng nếu mà anh em có nhu cầu về cái dòng máy này ấy, hay là bất kỳ dòng máy nào thì mọi người cứ liên hệ alo cho em nhá. Hoặc là mọi người có thể nhắn tin qua Zalo, gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại của em. Hoặc là em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Một lần nữa, và nếu mà cái video em đăng lên mà chưa anh em xem được, nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang muốn tìm kiếm ấy, thì mọi người có thể ấn vào ô tìm kiếm ra trên góc màn hình điện thoại, hoặc là góc màn hình tivi của mọi người ở cái phần mềm TikTok này, YouTube này, Google này, search là động cơ ô tô Hùng Thịnh nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy gặt, bơm máy gặt, đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, từ số nhỏ lên số to, đầy đủ hết. Tất cả đều là hàng nghĩa địa, đẹp hết nhá anh em nhá. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và cũng xin lưu ý là nếu mà cái máy móc của mọi người nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, thì anh em có thể mà nhờ em mà máy hỏng hóc chưa nhiều thì mọi người chưa cần phải thay máy đấy, thì anh em có cần mua đồ gì liên tất cả các đồ vặt gì của cái động cơ này ấy, thì mọi người có thể alo cho em nhá. Em đều tháo ra bán hết, vì em bán được trong những ngày qua, em bán được rất là nhiều những cái đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước. Vì đồ mới á, nói thật với anh nha, là đồ mới là đồ sắt pha gang hay là đồ loại 2 loại 3 ấy, nó sẽ không bao giờ được bền như cái đồ đi theo máy này đâu. Đồ đi theo máy là em còn đồ cũ này còn bán đắt hơn cả đồ mới anh em ạ. Vì cái đồ cũ này, đồ đi theo máy mà bao giờ lắp nó vẫn chất thép nó vẫn chuẩn hơn nhá. Và em cũng xin lưu ý với tất cả mọi người là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng, đặc biệt là những anh em ở trong miền Tây ấy, anh em không ra được ngoài này ấy, anh em mua hàng ở trên mạng mọi người phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng nhé, và cái cơ sở mình mua hàng, tránh trường hợp rất là nhiều anh em từng điện cho em bảo là em đặt tiền cho người này người kia và bị người ta không trả, người ta cọc tiền cho người ta mà người ta chụp ảnh một con máy đẹp mà bây giờ người ta gửi vào cho em một con máy xấu, không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ô phải con máy dở quá anh em ạ. Bây giờ em không dùng được, em gửi hàng ra cầu với lại máy gửi ra cho người ta mà người ta hẹn 5 ngày sau trả lại tiền, mà bây giờ 5 tháng người ta không trả lại tiền cho em anh em ạ. Thế thực ra là anh em rơi vào những trường hợp như thế là em rất là buồn, vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến những người bán hàng trên mạng như em, lần sau anh em sẽ mất lòng tin. Đấy là cái điều mà rất là đáng tiếc. Vì thế mà khi em ở video lại cũng nhắc rồi, anh em mua hàng mọi người phải tìm hiểu thật kỹ nhá, cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng hoặc là cái người mình đặt tiền mua hàng, xem người ta có làm ăn uy tín hay không và người ta có làm ăn đàng hoàng hay không nhá anh em nhá. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phường nhá. Chúc cho ông anh mua con máy về dùng thật bền, dùng thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá.